Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Phương Thảo kính mời quý vị lắng nghe lời Chúa và suy niệm lời Chúa của ngày hôm nay qua hướng dẫn của linh mục Giuse Ferro Vũ Hải Đăng. Kính chúc quý vị một buổi suy niệm sốt sắng. Kính chào quý bà và anh chị em trong Chúa Giêsu Kitô. Hôm nay thứ tư, ngày 12 tháng 6 năm 2024, trong tuần thứ 10 mùa Quaresma năm. Chủ đề của bài chia sẻ hôm nay là quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Giờ đây, xin mời quý bà và anh chị em cùng lắng đọng tâm hồn để lắng nghe lời Chúa và suy niệm lời Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Phúc âm này sẽ được trích trong Matthew chương 5 từ câu 17 đến câu 19. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: các con đừng tưởng Thầy đến để hủy bỏ lề luật hay các tiên tri. Thầy không đến để hủy bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Thầy bảo thật các con, cho dù trời đất có qua đi thì một chấm một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót cho đến khi mọi sự hoàn thành. Bởi vậy, ai hủy bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong nước trời. Trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong nước trời. Kính thưa các bạn và chị em, có dịp tôi đã về Việt Nam và tôi thấy có cái bảng hiệu như sau: mỗi gia đình hai con, vợ chồng hạnh phúc. Nhưng họ lại viết xuống hàng không đúng chỗ thì thật là tai hại, và người đọc sẽ hiểu lầm là mỗi gia đình có hai con vợ chồng hạnh phúc. Và trong môn toán, chỉ cần lẫn lộn dấu cộng thành dấu trừ hay đặt dấu chấm, dấu phẩy sai chỗ là dẫn đến kết quả sai cho cả bài toán. Trong đời sống thường nhật cũng thế, người ta vẫn nói lỗ nhỏ làm đắm thuyền. Chúa Giêsu dạy chúng ta tuân thủ lề luật, dù một chấm một vết cũng không thể bỏ qua. Không phải là Ngài chủ trương duy luật lệ, câu nệ từng tiểu tiết, nhưng bởi vì những việc lớn được dệt thành từ vô vàn việc nhỏ bé. Và vì ai trung tín trong việc rất nhỏ thì cũng sẽ trung tín trong việc lớn, trong Luca chương 16 câu 10. Và người biết làm những công việc nhỏ nhưng với một sự cẩn trọng và tinh thần trách nhiệm là người có một nhân cách lớn. Cũng thế, người biết nên thắng bằng cách chu toàn những việc bổn phận nhỏ bé chính là người lớn nhất trong nước trời. Có bao giờ chúng ta từng tự nhủ mình thế này không? Tội nhẹ chẳng sao cả, mình chỉ thử thôi mà, một lần thì đã sao? Ngược lại, có khi nào chúng ta khinh suất bỏ qua không làm những việc lành chỉ vì chúng nhỏ bé, âm thầm, hèn mọn? Việc nhỏ bé nào hoặc người nhỏ bé nào trong cộng đoàn của chúng ta đang bị bỏ qua hay là bị quên lãng? Lề luật giống như đường rầy giữ cho xe lửa chạy an toàn, hoặc như sợi dây cương giữ cho con ngựa chạy đúng hướng. Bị buộc phải sống và làm trong khuôn khổ luật của lề luật thì hơi khó chịu đấy, nhưng ta hãy nghĩ đến lý do và mục đích của luật thì sẽ dễ dàng theo hơn. Hơn nữa, ai biết giữ luật vì tình yêu thì tất cả sẽ trở nên nhẹ nhàng. Thánh Augustino đã chia sẻ một kinh nghiệm quý giá: ubi amatur non laboratur, khi ta yêu thì ta không cảm thấy nhọc nhằn. Hôm nay thứ tư tuần thứ 10 thường niên, chúng ta tiếp tục chương trình chương thứ 5 của phúc âm Matthew. Bài tin mừng hôm nay là phần mở đầu trong trình thuật Chúa Giêsu kiện toàn lề luật Môi-se. Trong chương 5 phúc âm Matthew, Matthew sẽ liệt kê một số luật của Môi-se được Chúa kiện toàn. Chỉ một số luật quan trọng chứ không phải kiện toàn tất cả. Cụ thể như là đừng giận ghét, chớ ngoại tình, đừng ly dị, đừng thề thốt, chớ trả thù.
phải yêu kẻ thù. Và đó là những cái mà trong cái phần của chương 5 trong thánh Matthew. Trong phần mở đầu này, Chúa Giêsu nói rất rõ, Thầy không đến để hủy bỏ nhưng để kiện toàn. Thầy không đến để hủy bỏ có nghĩa là Chúa đã công nhận tính đúng đắn của luật Môi-se, nhưng để kiện toàn có nghĩa là khi luật của Môi-se được đem ra áp dụng vào cuộc sống thì qua dòng thời gian đã nảy sinh một số biến tướng làm cho luật Môi-se bị bóp méo và bị vênh so với nguyên thủy. Như vậy công việc của Chúa bây giờ phải kiện toàn lại nó, làm mới nó bằng cách đưa về tình trạng nguyên thủy. Chính vì không hủy bỏ nhưng để kiện toàn nên mỗi khi Chúa kiện toàn luật nào, Matthew luôn lặp đi lặp lại điệp ngữ này: anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng, còn thầy, thầy bảo anh em biết. Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng, có nghĩa là Chúa vẫn công nhận chứ không hủy bỏ luật của Môi-se. Còn thầy, thầy bảo cho anh em biết, đây chính là phần Chúa kiện toàn luật. Trong chương 5 phúc âm Matthew là một chương đặc biệt. Nó nằm trong bộ 3 chương, chương 5, chương 6, chương 7, bao gồm các bài giảng trên núi của Chúa Giêsu. Nó đặc biệt vì đây là những bài giảng quan trọng Chúa mặc khải để về nước trời. Cũng như ngày xưa ông Môi-se sau khi đưa dân Do Thái vượt qua biển đỏ về đất hứa, Môi-se đã lên núi Sinai để lãnh nhận giới luật của Chúa. Môi-se nhận lãnh giới luật trên núi Sinai thì hôm nay cũng trong cảnh núi non, Chúa Giêsu kiện toàn chính lời luật đó. Chính nhờ có lời luật mới bảo vệ con người thoát khỏi lối sống vô lối theo bản năng, giúp sự tự do con người đi đúng hướng để họ trở thành con người tự do chứ không bị nô lệ cho dục vọng và bản năng, tức nô lệ cho chính mình. Nhờ lời luật mà con người được trưởng thành hơn. Vì thế không bao giờ Chúa hủy bỏ lời luật, và nhất là luật Môi-se được chính Thiên Chúa ban cho dân, đó là thánh ý của Cha Ngài. Chúa không đến để hủy bỏ nhưng là để kiện toàn. Kiện toàn là sửa chữa, là khắc phục, không phải do luật Môi-se thiếu sót hay không thích hợp, nhưng do quá trình thi hành luật đã bị bóp méo, dặm mắm thêm muối bởi chính những người có trách nhiệm dạy dỗ dân. Và có một cám dỗ luôn rình rập, đó là biến luật chỉ còn là hình thức, xa rời nội dung. Người ta giữ luật vì luật chứ không có chút tâm tình yêu mến bên trong. Luật lệ nào cũng có những kẽ hở. Nếu chỉ là hình thức áp đặt bên ngoài, luật Môi-se và các ngôn sứ cũng vậy. Đức Giê-xu đã kiện toàn luật cựu ước, đặc biệt là 10 điều răn, bằng cách nội tâm hóa lệ luật, đưa con người vào cái gì đó là cốt lõi của lệ luật, đó là tâm tình yêu mến. Chính trong tâm tình yêu mến, Chúa yêu người, giúp con người đạt đến mức hoàn thiện như Cha trên trời. Vì thế, Thánh Phaolô thường nhắc đi nhắc lại, yêu thương là chu toàn lệ luật, Roma chương 13 từ câu 8 câu 10. Việc thờ phượng Thiên Chúa không cốt ở dâng lễ vật nhưng ở lòng nhân từ, cũng chẳng phải nằm ở việc tuân giữ lệ luật cách máy móc bề ngoài, nhưng ở quả tim yêu mến chân thành bên trong. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy là nói về phép tắc luật pháp của quốc gia và nề nếp quy định của mỗi gia đình. Vì thế trong mọi quốc gia dù đã có hiến pháp luật pháp nhưng luôn có vấn đề tu chính luật, tức là kiện toàn lại luật cho phù hợp với hoàn cảnh cụ thể. Luật nào không còn phù hợp thì phải bãi bỏ, luật nào gây ra nhiều vướng mắc thì phải điều chỉnh lại. Đã có thời người ta nghĩ rằng theo Công giáo là bất hiếu vì phải từ bỏ việc cúng dỗ cha mẹ tổ tiên. Nếu người chết cũng có nhu cầu ăn uống tiêu dùng như người sống thì hiếu thảo đòi phải lo cho người đã khuất được đầy đủ ấm no. Nhiều người không theo đạo, không dám theo vì sợ theo đạo thì sẽ không được cúng giữ tổ tiên, phải bỏ ông bà. Vào thời Thánh Matthew, một số người Do Thái cũng có nỗi sợ tương tự như thế. Họ tin vào Đức Giêsu và muốn thành môn đệ của Ngài, nhưng họ lại sợ làm thế là bỏ đạo của cha ông, bỏ Do Thái giáo. Họ sợ giáo huấn mới mẻ của Đức Giêsu làm họ bỏ luật Môi-se và không còn thuộc về dân Thiên Chúa nữa. Trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu khẳng định: đừng tưởng thầy đến để bãi bỏ
lề luật Môi-se hay lời các ngôn sứ, Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Luật Môi-se thật ra là luật của Thiên Chúa trao qua trung gian ông Môi-se. Ông Môi-se đã làm nhiệm vụ trao lại cho dân Do Thái và giải thích luật ấy. Người Do Thái từ bao đời đã giữ luật theo lời dạy của Môi-se. Bây giờ có một đấng mới xuất hiện là Đức Giê-su Ki-tô con Thiên Chúa. Ngài biết rõ ý định của Thiên Chúa và Ngài âu yếm gọi là cha. Đức Giê-su không gạt bỏ luật của Thiên Chúa được đã trao cho Môi-se, nhưng Ngài sẽ giải thích lại luật ấy cho đúng với ý Thiên Chúa, vì chẳng ai biết rõ ý cha bằng con. Đức Giê-su mời chúng ta tuân giữ nghiêm túc luật Thiên Chúa đã ban, nhưng theo cách giải thích mới mẻ, hoàn chỉnh và có thẩm quyền của Ngài. Muốn trở nên hoàn thiện, muốn đón nhận nước trời do Ngài khai mở, cần sống luật Torah đã được Ngài giải thích lại. Người Kitô hữu gốc Do Thái khi theo Đức Giê-su thì chẳng sợ mình bỏ đạo, bỏ lề luật, bỏ các ngôn sứ hay truyền thống của cha ông. Giáo huấn của Đức Giê-su đã chứa đựng cốt lõi tinh túy của luật ấy rồi. Làm thế nào để các Kitô hữu Á Châu cảm thấy đức tin của mình không tạo ra sự xung đột hay đoạn tuyệt với những giá trị của nền văn hóa mình đã lắng nhận và đã sống? Làm sao để mình sống viên mãn là một Kitô hữu, một người Công giáo Roma mà vẫn chẳng mất đi căn tính là người Việt Nam hay người châu Á? Chỉ cần một điều kiện, đó là thấy Kitô giáo không phá bỏ nhưng kiện toàn tất cả mọi giá trị cao quý đó ở trong các nền văn hóa và tôn giáo khác. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa kiện toàn lề luật khi dạy con thi hành tất cả lề luật với tâm tình mến Chúa yêu người. Xin giúp con ghi nhớ và đưa tâm tình mến Chúa yêu người vào mọi cung cách hành xử của con với Chúa cũng như với người anh em chung quanh, trong phục vụ cũng như trong đời sống hàng ngày. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Kính chào và hẹn gặp lại quý bà và chị em trong những chương trình chia sẻ lời Chúa trên Việt Catholic. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.